Nha, xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của đài truyền hình IBC. Quý vị đang đến với chương trình Những tấm gương cao đẹp với rất nhiều những vị khách mời mà đã có những cái cống hiến đối với cuộc sống của chúng ta và trở thành những tấm gương để cho rất là nhiều người khác và những giới trẻ có thể học hỏi được trong việc đoạt được những ước mơ của mình hay là gặt hái được những thành công trong xã hội. Và khách mời đặc biệt của chương trình Những tấm gương cao đẹp ngày hôm nay chính là nữ ca sĩ Theresa May, rất là nổi tiếng không chỉ trong cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại mà còn là niềm tự hào của ngành âm nhạc và nghệ thuật, khi mà cô vừa mới đạt giải Grammy rất là danh giá, được xem là một trong những ước mơ mà bất cứ ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật cũng đều mong mỏi được giải thưởng này trong cuộc đời của mình. Tuyết Nha xin chào Theresa May. Chào Tuyết Nha. Dạ. And xin chào khán giả của đài IBC. Tôi nhớ biết là Theresa May rất là bận rộn, rất là bận rộn luôn. Tối hôm qua, khuya hôm qua là còn đi biểu diễn, rồi ngày mai ngày mốt lại tiếp tục đi biểu diễn, nhưng mà vẫn để thời gian đến với đài IBC ngày hôm nay. Appreciate that. I appreciate tại vì IBC cũng là in my heart, cũng là giống như nhà của Theresa. You know, I really love chùa Đầu Ngự với lại là IBC. Hồi chắc cũng lâu, 2013-2014 là Tuyết Nha từng nghe Theresa hát quốc ca trong một cái chương trình đại lễ tại chùa Điều Ngự. Very impressive. Cho nên rất là cảm ơn Theresa, nữ ca sĩ đã để thời gian đến với đài IBC ngày hôm nay cho một chương trình đặc biệt để chia sẻ rất là nhiều những tâm tư, tình cảm và những cái kinh nghiệm để cho những ai đang có những cái đam mê nghệ thuật có thể theo đuổi được. Cảm ơn chị. Vâng, và câu hỏi đầu tiên có lẽ là ai cũng đang rất là quan tâm, bởi vì nữ ca sĩ Theresa May vừa mới giành giải trong hạng mục album giải solo cổ điển xuất sắc nhất với cái tên là Mythology. Tức là thần thoại. Thì xin Theresa có thể chia sẻ cho quý khán giả được biết là tại sao mình lại đặt tên như thế như vậy và ý nghĩa của cái album đó là như thế nào? Sure. So cái cuốn băng Mythologies là nhạc là composed từ cô bạn của Theresa tên là Dani Sante Vlase. Cô này cũng là người French, người Pháp và Greek. So cái lời mythologies là của Greek mythologies. Tại mỗi cái myth, mỗi cái câu chuyện á, có một cái life lesson, có một cái ý nghĩa là mình biết rồi mình thành một người tốt đẹp hơn. Cô này cũng viết nguyên cái cuốn băng mythologies tặng về bố của she, tại vì ông là người Greek. So cô viết nguyên cái cuốn băng mythology. So cái năm mà she đang bắt đầu viết á, she gặp được Theresa với lại cô Hilla Plitman, cô soprano mà cũng hát trên cuốn băng này của với lại Theresa. Thì lúc đó là mình cũng thành bạn thân. And she viết nguyên cái cuốn này cho hai giọng soprano, cho em với lại Hilla. Như vậy nó rất là đặc biệt. Mình cũng rất là hạnh phúc được có cái cơ hội như vậy. Vâng. Khi mà mình nói tới Hy Lạp, nói tới Greek á, nó rất là nhiều những cái câu chuyện thần thoại. Nhiều lắm. Mà rất là vui, mà rất là đẹp. Đúng rồi. It's mind opening. Nó cũng có chuyện rất là sâu. Và cái giọng ca của Theresa cao vút mà du dương nó cũng hợp với những cái truyền thuyết, những cái thần thoại được, right? Yes, I think Cái tự nhiên làm cho người nghe đó, người ta sẽ cảm thấy được rất là nhiều cái giống như một cái sự tưởng tượng á. Giống như phim, right? Tại vì cô viết nguyên cái album này giống như mình nghe, mình không có cần nghe cái lời nữa, mình cứ nghe cái nhạc không. Đúng. Mà mình thấy nó thích mình vô cái phim, cái cinematic experience. It's so amazing. Mà rất là dễ thương, mà rất là phù hợp nữa. Bởi vậy cái gì cũng có một cái nhân duyên ha. Tự nhiên sẽ giúp cho mình gặp được những cái người cùng cái lý tưởng nè, cùng cái ước mơ nè, rồi cùng một cái suy nghĩ nữa, để cho nó hòa quyện với nhau. Yes, mà nguyên cái experience này cũng là cái duyên. Everything một bước, từ bước là duyên của Dane, của Hila với lại của em. It's một cái, em cũng nói trên sân khấu ở Grammys, cái này là một cái miracle, một cái duyên rất là đẹp. Thì đầu tiên phải chúc mừng Theresa đã. Bởi vì không phải là ai cũng dễ dàng đoạt được một cái giải thưởng danh giá như vậy. Mặc dù mình nói đó là như Theresa nói là cái duyên, cái miracle, nhưng mà cũng phải có một cái năng lực. Phải có một cái khả năng, một cái sự cố gắng. Và chính là cái thành tựu của chính mình nữa. Đúng. Vâng. Và tôi nhà được biết là Theresa khi mà đi trình diễn thì lấy một cái nghệ danh khác
Và không biết tiếng Nhật đọc có đúng không là Sangeeta Kaur? Sangeeta Kaur, giống như tiếng Anh giống như Kaur, giống như xe. Thì nó hơi lạ lạ, vậy có thể chia sẻ cho Tuyết Nhật và quý khán giả được biết là tại sao mình lại lấy một cái nghệ danh đặc biệt như vậy? Năm 2009, lúc đó Theresa đang bắt đầu dạy yoga với lại thiền. And cái kiểu yoga này đó, thầy it's like cái người này làm giống như thầy bói, and thầy yoga cũng đưa cho mình một cái tên spiritual name. Thì mình cũng không có biết thầy sẽ cho Theresa cái tên gì, mà mình cũng request cho một cái spiritual name. Xong rồi cô này nghĩ lại, meditate and coi bói and everything. Tìm ra một cái tên Sangeeta Kaur, cái ý nghĩa là công chúa về nhạc, nhưng mà để giúp cái world, in tiếng Anh mình nói là princess of music and harmony, in which serves God and the universe. So cái tên đó là một cái tên spiritual. Em cũng cầm cái tên nó một năm không có dùng, tại vì hơi lạ đó, like all of a sudden một ngày mình phải thay đổi cái tên. Nhưng mà no, thầy của Theresa cũng nói cứ cầm cái tên này, meditate, lúc mà mình thấy mình hợp với lại cái tên này nó mình sẽ dùng thôi, mình không có pressure gì hết. Một năm sau em có thấy giống như cái này là cái đường mà em muốn đi. I want to serve the world and God with this name, with music. Thì lúc đó là 2010 á, em mới chọn cái tên này, dùng cái tên này luôn. So it's very special. Đúng rồi. Yeah. Cũng rất là đặc biệt nữa, và cũng rất là giống như dành riêng vậy đó, dành riêng cho Teresa, bởi vì một cái tên mà một cái tên gọi là spiritual name mà nó lại hợp với lại cái ước mơ của mình. Nó lại hợp với cái mong muốn của mình luôn đó. Cái nó hợp cái, không phải even cái ước mơ mà cái nó hợp cái higher self. Tiếng Việt em không biết nói sao, but the higher self, it's like the Buddha nature in me. Cái đó là cái kiểu mà Teresa muốn sống trong cuộc đời cái này, tâm linh cuộc sống đó. Và Tuyết Nhật được biết hồi trước đây á, Teresa cũng có hướng dẫn, có dạy một vài lớp yoga ở tại chùa Điều Ngự chúng ta luôn nè, right? Tuyết cũng ở trong phòng này đó chị. Trong đây luôn hả? Trước khi có đài trước luôn khi đó. Có đài. Thì rồi Teresa cũng từng tìm hiểu về Phật giáo Tây Tạng, rồi rất là nhiều về vấn đề tâm linh và nghệ thuật. Thì Teresa có thể chia sẻ cho Tuyết Nhật và quý khán giả được biết một cái khía cạnh về tâm linh, tức là nó ảnh hưởng và nó quan trọng như thế nào trong cái cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta đối diện với niềm vui nè cũng có, khi chúng ta đối diện với những cái sự mà struggle, những cái khó khăn trong cuộc sống, vân vân. So cũng trong năm 2009, tại lúc đó là em mới dọn về lại Mỹ, tại vì em đang ở bên Ý, em đang học thêm, thì em dọn qua New York. Mà mắc cười lắm, tại vì mình nghĩ tới New York là mình tưởng là cái city này rất là bận, rất là busy, crazy. Mà lúc đó là em gặp được thầy thiền, thầy yoga, everybody ở trong 3 tuần mà em mới bước vô into New York City. Từ đó là mình gặp my Tibetan Buddhist teacher. Em cứ đi tìm mấy cái lớp meditation, lớp thiền, and then mỗi lần em nghe đó, cái lời cái chuyện nó thấm vô so deeply. Từ đó là mình cũng bắt đầu thay đổi liền cái idea của cuộc sống của mình, even cái idea, cái ý nghĩa tại sao Teresa thành một người ca sĩ, tại sao Teresa đi học về nhạc 20 năm. Mình nghĩ là oh my gosh, có một cái purpose lớn hơn mình không hiểu trước khi mình không hiểu, bây giờ mình hiểu tại sao mình thành một người nhạc sĩ, ca sĩ. And bây giờ đó mình dùng cái nhạc, dùng cái giọng hát để giúp đỡ mọi người, để mang cái vui vẻ cho mọi người. So the spiritual life, the meditation, yoga giúp em rất là nhiều để tìm cái vui vẻ. Even lúc mà mình buồn, mình hiểu là cái này cũng là cái duyên. Mình buồn để cho mình learn something new, để mình thành một người tốt hơn, you know. And cái spiritual life của mình it's everything. Đúng rồi. Mình cũng rất là hạnh phúc là mình được tìm một cái đường như vậy.
Tức là nó giống như nó hướng dẫn cho con đường của mình đi trong cái tương lai, và mình biết được là mình cần phải làm cái gì, mình nên đi tới đâu. Yes, even cái giải Grammy mình thấy cái này là một cái achievement rất là cao lớn, nhưng mà mình phải nghĩ là cái này cũng là cái duyên trời đất cho mình cái gift này. Mình phải, em thì bây giờ nghĩ là em muốn dùng cái gift này để làm cái gì tốt hơn, tại vì mình biết là nó cũng không có phải của mình, cái này là cái gift, như là cái quà của trời cho mình. Dạ vâng, cảm ơn Teresa Mai. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình xin tạm dừng cho một vài giây lát để gửi đến quý khán giả phần bảo trợ thương mại. Tuyết Nha và ca sĩ Teresa Mai sẽ quay trở lại với quý khán giả trong phần 2. Xin mời quý vị tiếp tục đón xem. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả đã ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại vừa qua, đã luôn bảo trợ cho đài truyền hình IBCTV. Và chúng ta trở lại với phần 2 của chương trình Những Tấm Gương Cao Đẹp, nhằm gửi đến quý vị những gương mặt của những vị khách mời đã đạt được rất là nhiều những thành tựu trong cuộc sống của chúng ta, và có thể giúp cho những người trẻ tuổi hay là những em nhỏ có những ước mơ tiếp tục dấn thân vì ước mơ của mình để đạt được những thành công trong cuộc sống và đem lại lời lạc cho thai nhân. Trở lại với Teresa Mai, với giải thưởng rất là danh giá Grammy mà bất cứ ca sĩ nào, nghệ sĩ nào, không phải chỉ có Việt Nam không mà toàn thế giới ao ước được một lần có được, thì không biết là sau khi mà đoạt được rồi thì Teresa cảm nhận như thế nào, và liệu cái giải thưởng đó nó có thay đổi cuộc sống của mình hay không? Bây giờ là mình cũng it's only một tuần thôi mới có một tuần thôi, nhưng mà đó em thấy rất là hạnh phúc, tại vì I feel mình thấy giống như like cộng đồng Việt Nam của mình rất là supportive với lại em rất là vui để tại vì em được cái giải này, and em cũng nghĩ là yes we have một cái responsibility, nó không có thay đổi em, at least my heart and spirit nó không có thay đổi em. Cái mà thay đổi nhất là cái connection em có với lại cộng đồng Việt Nam bên Mỹ, all over the world, bên Việt Nam, and em thấy like oh wow, now we can, mình sẽ use cái cơ hội này để inspire tuổi trẻ. Đúng rồi. Cái đó quan trọng, rất là quan trọng cho em, you know, tại vì mình làm rồi, mình biết cái cực khổ. Nhưng mà nhiều người không có biết cái đường đi, and bây giờ em cũng muốn chia sẻ cái đường đi cho tuổi trẻ, tại vì nó rất là khó, nhưng mà nó không có impossible. Mình biết rồi là nó không có impossible để được cái giải Grammy hoặc là Oscar. Mình cần phải biết cái cách thôi, mà mình phải nhớ là nếu mà mình được một cái achievement như vậy, mình dùng cái achievement để làm gì thêm. Cái đó rất là quan trọng. You know, không có phải để mình nổi tiếng or we're có nhiều tiền, có cái này, có cái kia, mà we use it for something greater. So nó thay đổi một tí xíu in my heart là mình thấy mình có cái responsibility lớn hơn trước này. Tức là thay vì là cái giải Grammy là cái ước mơ mà mình theo đuổi, thì đối với Teresa Mai, sau khi mà được Grammy thì đó cái là điểm, thêm một cái bước khởi đầu mới để cho mình tiếp tục cái công việc của mình một cách nhiều cái trách nhiệm hơn. Đúng chị, tại vì cái này là cái giống như cái new beginning. Đúng cái rồi. New beginning của em. Bởi vì bây giờ đi đâu cũng là nữ ca sĩ đạt giải Grammy rồi. Vâng. Vậy thì không biết là khi mà Teresa theo đuổi nghệ thuật từ khi mà còn rất là trẻ, thì không biết là gia đình có những cái phản ứng như thế nào, bởi vì theo thông thường là ai cũng ngày con mình đi về nghệ thuật sợ vất vả rồi sợ giống như là sẽ theo đuổi hay là có nhiều cái khó khăn, thì không biết là gia đình đối với Teresa Mai trong cái việc nghệ thuật như thế nào. Cái chuyện đó rất là dài, you know, really? It's so long, it's just because like từ nhỏ đó em giống như một đứa con gái mà đi vòng vòng nhà hát hò, you know, like tại vì mình thích lắm, and nhưng mà mình cũng không có ngờ là
em sẽ chọn một cái đường nhạc sĩ, ca sĩ. Yeah. Bố mẹ của em cũng tưởng là cái này tại vì con mình thích hát thôi. Như hobby vậy thôi. Hobby thôi, mai mốt she sẽ thành một người bác sĩ hoặc là luật sư, engineer something. Em thấy là it's cái life của nhạc sĩ nó bắt đầu từ nhỏ mà mình không biết. Nhưng mà it's like mình có angels của mình đang giúp mình, push mình đi đó. Hồi nhỏ bố mẹ thì không có supportive, nhưng mà they cũng không có biết là mình like mê nhạc như vậy. Lớn lên em đi university, từ đó là em mới bắt đầu chọn cái đường chuyên nghiệp đó. Mà cũng mấy năm, mấy chục năm mình mới like really decide cái đó là cái đường thật của mình. Cái đó là cái đường mình muốn chọn để mang cái vui vẻ cho mình với lại mọi người xung quanh. You know, I just knew, giống như cái soul của mình biết là mình cứ phải đi theo cái đường đó thôi. Vâng, bởi vì mỗi người có một cái năng khiếu, cái sở trường, ước mơ và cái sở thích riêng. Thí dụ giống như có người thì là thích làm bác sĩ, có người thích làm kỹ sư, có người thích làm thầy giáo, cô giáo. Nhưng mà có người lại thích làm đeo đuổi về nghệ thuật để có một những cái cống hiến nhất định nào đó cho xã hội của chúng ta. Thành thử ra không biết đối với như vậy thì đối với những cái bạn trẻ bây giờ đó, hoặc là những cái sinh viên học sinh mà cũng có ước mơ là muốn làm một cái nghệ sĩ thì nhưng mà đang còn lo lắng không biết mình gặp khó khăn hay không, có theo đuổi được tới cùng hay không, vân vân, thì Teresa có thể giúp cho họ có những cái lời khuyên như thế nào? Of course, you know, nó không có depend like nếu mà mình đang mới bắt đầu á, hoặc là mình đi xa lắm rồi, mình có nhiều success lắm rồi, không có lúc nào mà không có một cái khó khăn. Tại vì mình sống trong đời này không có lúc nào, either nhạc sĩ, nghệ sĩ, không có lúc nào mà mình không có một cái moment mà mình phải nghĩ lại cái action của mình hoặc là cái consequences của mình. So nếu mà mình mới bắt đầu đó, mình phải rất là muốn. Tại vì cái đường này không có dễ. You know, tại vì có nhiều cái cái issue mà mỗi bước là có cái joy, có cái hardship mà mình phải rất là muốn, cái đó là number one. Sau đó đó mình phải tự tin là mình có cái talent, mình có cái duyên để đi cái đường này. Mình phải tự tin, mình không có được cho ai nói mình khác hết. Tại vì nếu mà mình nghe lời ở ngoài nhiều quá đó thì nó sẽ làm mình mất cái inspiration của mình. So we have to really stay strong and centered, and really yoga, meditation, có cái spiritual life sẽ giúp mình rất là nhiều để có cái clear mind để đi cái đường mà mình muốn. Đúng rồi. Tôi nghĩ giống như bây giờ mình cứ bị cuốn theo cái công việc, hoặc là người này khuyên một lời, người kia khuyên một nẻo. Thì tất nhiên ai cũng muốn tốt cho mình hết á. Mình bị nhưng confused. Mà mình, đúng rồi, mình không rất là confused. Nhiều khi mình không biết bây giờ mình phải làm gì luôn. Có nhiều người là rất là có cái talent, so talented, nhưng mà nghe lời so many things mình không có clear với lại cái mind của mình. Mình mắc cái câu hỏi, you know, and it's sad, and mình không muốn thấy như vậy nữa. Thì giống so, như just go ahead. So really we need to inspire and support tuổi trẻ của mình and say if you believe in it, go for it. Đúng rồi. You know, go for it. Thì nghĩa là giống như các em mà đang có một cái đam mê nào đó mà có cái talent á, tức là có cái năng khiếu á, thì quý bậc phụ huynh có thể khuyến khích các em thêm. Biết đâu là nhờ cái khuyến khích đó mà các em có thể đạt nhiều thành công hơn, đúng không? Yes, tại vì actually không có ai sẽ biết cái sự thật của mình hơn mình, right? We know ourselves the best. Mà sometimes mình, tại vì nhiều khi trẻ quá mình cũng không biết được là mình nên chọn cái gì. Giống như cá nhân tôi, nhà tôi đi vô college thì gặp advisor, counselor đó. Người thì nói là ồ bây giờ học cái giống như muốn học bác sĩ hay là muốn học dược sĩ hay là học y tá hay là muốn học cái gì, cái là thấy cái nào cũng thích đó, thấy cái nào nó ồ cái này có bộ được, cái kia cũng bộ được, tốt, cái này cũng tốt, cái là cứ mấy năm liền cứ undecided major. You know, like cứ đi học vòng vòng mấy cái lớp vòng vòng, cái là mình đạo, bị mất thời gian rất Phật là nhiều. Mình cũng biết, đạo Phật mình cũng biết, we have to be clear, phải chọn cái đường, phải be clear chọn cái đường, đừng có đi vòng vòng, rất là mất thời gian nữa. Also one more thing, em muốn nói là
tụi trẻ đó, con nít đó biết nhiều hơn mình tưởng á, like they know more than we think. So cha mẹ của mình cũng phải trust your child, mình phải nhìn tới con cái của mình là cái talent là cái gì, cái gift của con cái của mình là cái gì, cái đó mình phải nuôi, cái đó mình phải support, yes, từ nhỏ tới lớn, otherwise they become confused. Mà cái responsibility của cha mẹ đó là mình phải nhìn con cái của mình, nhìn cái talent là cái gì. You know, mình không có pressure con cái của mình để làm cái mà mình muốn cho nó. Tại vì có nhiều lần cái đó không có phải cái đường tốt nhất cho nó. Bởi vậy cho nên sau này nhiều cái bản tin á, là nhiều em bé cũng dễ bị depressed, yes, bị depressed, bị trầm cảm này kia đó. Yeah. Yes, bị anxiety, tại vì nó bị giống như tuổi trẻ bị pressure ở trong cái đường mà they không muốn. And you know, we have to be flexible and very like compassionate với lại con cái mình. They're còn nhỏ nhưng mà they cũng biết rất là nhiều. They feel rất là nhiều. Tôi này hoàn toàn đồng ý. Vâng, đáng lẽ câu chuyện nó còn dài nữa đó, nhưng mà thời lượng thì không có đủ giờ để mà tâm sự đến quý khán giả, cho nên có lẽ là tương lai hẹn nữ ca sĩ Theresa Mai một dịp nào khác sẽ đến với đài IBC để chúng ta có trò chuyện nhiều hơn nữa. Và trong ngày hôm nay cũng rất là cảm ơn Theresa Mai đã để thời gian đến với đài, mặc dù đường xá xa xôi rồi liên tục đi show tới khuya mới về tối hôm qua nha quý vị, rồi ngày mai ngày mốt là bay tiếp qua các tiểu bang khác, nhưng mà vẫn để thời gian đến với IBC. Rất là cảm ơn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn khán giả của IBC, cảm ơn IBC TV. I'm so happy to be here. Xin cảm ơn quý vị và kính chúc cho quý vị thật nhiều an lạc.